cái góc đó nó có rất là nhiều hàng hay 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 ho đó nào ạ. Để cho coi xem cô giáo nói gì đã. Nào đưa đây. Để cho em viết, em rất là ngoan luôn. Nào đưa đây cô bác coi. Thì lấy lại đây là thì. Mượn xíu đi con. Em chào cả nhà nhé. Chúng ta bắt đầu lại tiếp tục chiến đấu hàng sale. Được chưa mà. Đưa mẹ mới biết đường mở xem cô gái giáo gửi chỗ nào. Đây, đây, ở trong đây này. Mami. Không, đưa đây mẹ. 2. Một. Hello Khánh An, chào các bạn nhé. Chiều hôm nay là chị em mình là chiến hàng sale tiếp đó. Số này riêng thôi, riêng thôi. Nào con làm tuột rồi đó. Con làm tuột rồi đó. Còn ít ngoài kia kìa Khánh An, tối qua Khánh An lấy được bộ dài cho em yêu. Tối qua em lấy được bộ dài chưa? Ông là người cầm mà ông đi cứ kêu người ta. Nghiêm túc. Mẹ kêu mẹ gửi cái bài cô giao qua cho mẹ gửi cho bên coi để bên viết. À, đây. Rất là có trách nhiệm với học hành, rất là ngoan luôn. Hello mọi người nha, mấy bộ nhẹ hả? Còn ít bộ dài của bé gái đồ này kia thôi. Còn không ta? Khánh An nhỉ? À, có gì bộ dài bé gái còn không Nam nhỉ? Tối nay thì thêm đại cô của bé gái. Đại cô là dài, đại cô bé gái nhá. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục chiến đấu. Bộ dài thì tối nay sẽ về. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục xả. Em sẽ xả luôn đấy. Ai có mặt ở trong live comment lên giùm em. Em chào chị Nở này. Ai có mặt ở trong live comment lên giùm em để cho chúng ta vẫn có thấy tương tác với nhau nha.
Em sợ nhất là cái cảnh mà Facebook nó bị out rồi, nó đẩy đồ này kia ra mọi người không thấy được ấy. Nên mọi người tích cực comment giúp em với. Like đầu bộ đấy, Ngọc Mít nè, hello Ngọc Mít nhá, hello Thanh Thanh nhá. Bây giờ bắt đầu chủ yếu chiều nay là chủ yếu like đầu bộ. Nam ơi, đầu bộ trai gái, đầu bộ trai gái nhá. Ủa sao Jin vẫn còn? À, Jin nhí đại hả? Jin nhí đại rồi. Rồi đây này, còn bao nhiêu ri đồ, em cứ tập trung ở khu này thôi được không? Cứ đầu bộ lên hết cho chị, không chiều nay là like đầu bộ. Ừ, cứ một ri, hai ri đi hết thì chị Nhung lên like hết cái khu vực này cho nó gọn cái kho này. Chưa, hôm nay thì chưa có xuất hàng đâu các bạn ơi. Trưa nay chưa có xuất hàng nhé. Ai có mặt ở trong live comment lên giúp em với ạ. Rồi hai bạn, hai mấy bạn rồi, ok. Bắt đầu luôn. Ai chưa lấy những ri này các bạn hốt luôn đem cho nó hết nha. Ở đây còn một ri duy nhất nhí phải không? Bộ gấu nhí này, size 18 nha. Ri 8 này. Gấu nhí còn đúng một ri duy nhất, vải chính phẩm, vải xịn xào vô cùng luôn. Hello mập. Rồi, ai lấy comment em. Gấu nhí đùi nha, bộ đùi này phải chính phẩm xịn xò vô địch luôn á, đẹp lắm, 49.000. Ai lấy cho mày em gấu nhí 49.000 luôn, bao 49.000 nha. May lưng thùng này mày. Đẹp chưa? Túi mổ, phải chính phẩm. Rồi ai lấy cho mày em 49.000, còn có ri duy nhất thôi. Còn đúng một ri duy nhất, sale ủng hộ luôn anh thôi ạ. Để cho nó hết luôn. 49.000 đi các bạn ơi. Đẹp lắm luôn á, 49 cho chị cho Titi này, ok. Min Mai còn mấy đi. Đây 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 đây. Cái này của Min Mai còn đúng hai ri đùi. Min Mai còn đúng hai ri đùi luôn này, đùi nhí luôn. Min Mai, vải Min Mai thì các bạn biết đúng không ạ? Chất lượng vải đồ này kia là biết rồi, form dáng ok vô cùng luôn. Min Mai đùi nha mọi người nhá, quần của nó đây. Cưng chưa? Rồi Min Mai sale 49 luôn. Min Mai không bao giờ có giá 7x mà hôm nay chúng ta cũng sale 49 luôn. 49 luôn nhá. Rồi Min Mai, ai lấy cho mẹ em Min Mai giùm em 49.000 luôn. Min Mai nhé, thương hiệu Min Mai nổi tiếng vô cùng luôn. Mấy cái hàng này là hàng của nói chung là hàng Sài Gòn, là thương hiệu này là cũng lâu đời luôn đó, trong dòng đồ bộ đấy. Rồi 49.000 Min Mai luôn, đẹp quá trời luôn. Còn ri này, ai ủng hộ luôn cái ri này cho hết luôn các bạn ơi, ai lấy ủng hộ luôn cho hết nha. Chiếc ri năm, ai lấy ủng hộ em Nhung nha. Bộ dài còn sót ri này, dài hồng hôm bữa giờ bạn nào chưa lấy, Nam nó nằm ngay đây lấy luôn, like luôn cho rồi. Dài hồng bạn nào chưa lấy hay là lấy thêm ủng hộ em luôn đi. Đây ạ, bạn nào lấy thêm ủng hộ luôn đi nhá. Hàng Gogo đó, dài Gogo nha mọi người nhá. Dài Gogo size nhí, cái này size nhí
nhí, nhưng mà 18 form rất là đẹp luôn, hàng Gogo là VIP của VIP luôn. Đó, size nhí nhá, sale còn ri này. Sale 75, ai lấy cho bạn em 75 này. 75 còn ri nhá. 75.000, ai lấy cho bạn em 75. Nè, 75 còn ri. Đây đây đây, thấy này, thấy. 75 cho bạn là Hân Baby. Hân Baby ok. Đẹp lắm Hân ơi. Hàng đó là hàng phải nói là đỉnh của đỉnh đấy, ri 8 nha bé. Rồi Hân Baby ok. Còn ri nào nữa? Hết rồi, còn ri sữa này. Y như vậy luôn, màu hồng sữa, dài hồng sữa, vải cao cấp của bên Gogo. Đó, 75.000 sữa, ai lấy cơ mà em sữa nha, Gogo còn sót ri. Còn đúng một ri duy nhất sale sữa. Hôm nay là em sale rừng ri á. Tối nay có đại với cổ hàng Gogo luôn. Tối nay bộ dài gái. Rồi ai lấy ủng hộ em Nhung hồng sữa còn ri này 75.000. Còn một hồng sữa duy nhất. Bạn nào lấy ủng hộ em Nhung. Mấy lại Nam à, Nam ơi. Đưa ép jean ép đồ đây, tay cổ đồ này kia còn bao nhiêu ri, 1 2 ri ở trên đó thì thấy có nhiều mã, có 1 2 ri, 1 2 ri đem xuống cho chị Nhung treo hết luôn cho. Rồi, xanh. Bạn nào lấy xanh ủng hộ em Nhung còn một ri xanh duy nhất ủng hộ luôn đi, 75.000 xanh nhá. Xanh, ai lấy xanh ủng hộ em Nhung xanh này. Vải mứt rượt luôn, trên cả tuyệt vời luôn á, xanh. Ai lấy xanh comment xanh giúp em nha. 75.000. Gogo, hàng Gogo mà. 75, có ai lấy mấy hàng dài đấy không? Sao lại có mấy cái gì ép jean nó nằm ở trên đấy. Đúng rồi đấy. Cái lên lạnh đồ này kia đâu không biết, các bạn đang hỏi ép jean nó đại cồ ba lỗ. Cái hàng đó là hàng gì? Hàng này đẹp chưa? Đằng sau này, đằng trước này. Đó, nó kiểu như thế này. Vải đẹp mướt rượt. Rồi ai lấy mã này các bạn em 49.000 luôn. Ok, 49.000 luôn nhé. Hồng 49. Các bạn giùm em hồng 49 không bán lẻ. Hồng 49 nha. Đó, hồng 49, ai lấy hồng 49 các bạn, hồng 49 giùm em. Hồng 49 các tình yêu ơi, vải đẹp nhỉ. Hồng 49 cho Hân Baby này. Hồng 49 bên Baby luôn. 7. Hồng 49 cho Hân Baby. Đây để em sell hết mấy cái hàng này cho các bạn. Còn một ri cồ bé gái, đùi cồ mẫu ruốc. Đùi cồ vải đẹp cực kỳ luôn. Đây ạ. Form rất to luôn, đùi cồ nha. Đây này, cái tay áo này. Thân trước thân sau, hàng của nó là đỉnh của đỉnh luôn. Rồi, đùi cồ, ai lấy đùi cồ, có mình đùi cồ giùm em nhé. Sale 69.000 đùi cồ. Tức là 49, 59, 69 đấy. Cồ này, form to lắm. Cồ, ai lấy cồ, ngồi em nhu cồ nha. Rồi cái mã cồ này lấy đi các bạn ơi, vải nó mê mẩn luôn, có hình ảnh đầy đủ đấy. Rồi ai lấy cồ hộ em Nhung cồ, còn đi cồ cho chị Hương Phạm ok. Cồ Hương Phạm 69.000. Cái này là hàng gì đây không biết. Hàng này là hàng của MC này, H này, HN TN á, hàng TN này. MC đâu đến hết cồ của mỗi thứ còn gì à. Rồi bé gái vàng này. Đẹp chưa? Đi kèm chân váy như thế này luôn này, đi kèm với quần váy nha. Cái này là quần váy đoàn hoàng luôn nha mọi người nha. Quần váy nha, sale 49 luôn. Đó. Trời ơi nó đẹp gì mà nó đẹp thôi, còn sót ri. Rồi 49 vàng, ai lấy vàng có bằng vàng giùm em ri 8. Vàng có một ri thôi, mỗi thứ có một ri thôi nên mọi người hốt đi. 49.000 ri 8. Em ơi cái này của ai? Rồi 49 vàng cho chị Thi Thi. Ồ có Thi Thi ok. Sao Thi Thi. Còn sót một ri mẹ này. Còn sót một ri mẹ. Cô mẹ vải đẹp xuất sắc luôn. Bà Nhung mặc rộng rãi luôn á. Cái hàng này nè nha. Ê có một suốt đúng không? Cái gì của anh Quỳnh hết rồi. Đây hả. Cô nè nha, cô mẹ nè. 85.000 sale cho mọi người, giá 79 luôn. Ai lấy con mày em 79 này. Cái này mẹ 79.000 cho chị Hương Phạm, vải đẹp lắm. Anh Quỳnh lấy suốt đúng không? Rồi vậy thì của anh Quỳnh mất rồi. Này 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 này. Xin lỗi cả nhà, anh Quỳnh lấy tại vừa hôm trước rồi đấy. Em để ngoài này đâu. Có bao suốt nữa anh Quỳnh lấy hết, tức là bộ này bao nhiêu cái anh Quỳnh lấy hết. Lít đồ còn ri này. Còn một ri nhí,
và một đi đại. Tối nay có má mẹ bên bé mới, tối nay có má mẹ bé mới. Lít đồ còn resell 4959 luôn, trò cái hàng này nó VIP, ôi là VIP luôn, đẹp tinh khủng. Ngầu lắm luôn nha. Ngầu lắm lắm luôn á, 4959 ai lấy đen cho mình đen giùm em. Túi mổ thật hai bên. Các bạn nhìn hàng này. Đó. Rồi ai lấy đen ủng hộ em trong đen nhá, đen này. Đen phối đồ này kia đẹp lắm, ngầu, nhí đại 4959. Đang sale hàng 1 ri nha. Nói chung là hàng bây giờ không có giá 4x đâu ạ. Mà bây giờ em sale cho cả nhà luôn. Chưa. Cặp cho Na Nguyễn này. Cặp cho Na Nguyễn 4959 luôn. Bẩn hả? Không không bẩn đâu, chị thấy mà. Họ thấy mà rơ cứ gấu ơi. Còn sót 1 ri cam. Hàng này bố hôm trước like 79. Hàng này bố hôm trước like 79 giờ sale 69 còn một búng 1 ri cam gì nữa. 69 hàng bên GoGo đấy. 69 ngàn luôn còn ri. Rồi ai lấy 69 cho mình 69 nha. Cái kia hình như là 86 sao? Đếm coi chẳng tâm ấy. Cam 69 ngàn cam. Còn đúng một ri cam. Nam ơi, cái hàng lít đồ này còn đen không? Còn đại đen không? Ừ. Hết sạch luôn. Anh Túc ơi hết rồi. Đây này còn một đại bơ đỉnh của đỉnh này. Đại bơ này. Anh Túc lấy cái hàng này này, anh Túc này. Nhanh nè, comment nhanh nè. Trời ơi, sai đại đó. Đây. Ủa cái này là cô mà. Còn một cô bơ, sorry không phải đại. Cô bơ. Cô nhá, vải chính phẩm xịn. Ơ là xịn hàng này 90 mấy ngàn đó. Tờ sale 69 ngàn luôn, được chưa? Cô 60 kg mặc vừa. Đó, mà sao 6 69 ngàn luôn. 69 ngàn luôn. Rồi đi 5 cô cho Na Nguyễn này. Có 69 ngàn. Nam ơi, bới hết, có bao nhiêu gì này đưa hết thì Nhung. Hàng bộ gắn bộ đồ đem hết thì Nhung ra xeo thôi. Thì xeo hết cho các bạn luôn cho nó ngọt. Đằng nào thì mấy cái mã kia luôn em. Mấy mã kia luôn. À cái gì nhỉ, mã đại chim, đại bàng, đại đồ đó. Mỗi thứ còn ri đưa hết chị. Ở đây quần da cá, hàng bên GoGo da cá đẹp. Các bạn nhớ cái hàng này không ạ? Em chào chị Giang Quân, chào Nhung Phạm, ngấu ký hôm nay xeo. Ai rảnh giờ nào cũng ủng hộ em Nhung 1 ri, 2 ri cũng được. Tại vì thực sự cái hàng này nó quá rẻ đi. Đây. Trời ơi, da cá mà xịn vô địch luôn nhá. Da cá rất là mềm mịn. Hàng này may giả quá này, này kia này. Hàng bên GoGo các bạn nhìn này. Nó là màu rêu đậm. Nhưng mà ở ngoài điện thoại em nó đang bị sáng hơn so với live nha. So với ở ngoài thực tế. Nó là rêu đậm đẹp lắm. Đó. Trắng nào trắng nào. Xeo 35 ngàn. Ai lấy comment 35. Hàng này đi tới 6 mấy ngàn. 35 ngàn luôn nhá. 35. Ai lấy comment 35. Bạn đẹp chưa? Còn cái vải nó may mướt ruột dày đau nhỉ. 35 nha các tình yêu của em nhá. 35. 35 đi ạ. Ai lấy ủng hộ em Nhung 35 còn ri. Đẹp lắm, hàng này đẹp lắm luôn á. Không còn ri nào luôn á. Hàng này đẹp lắm luôn nè, lấy rêu thử đi. Thôi đẹp lắm. Ê. Sao? 35 một rêu. Có bài chưa? 28. Có bài biết chưa? Rồi đây còn nhí nè. Rồi em anh đi cầm điện thoại. Đây còn cầm này. Hàng này. Em bán xỉ không bán này. Cái này là một cô này. Ơi, đại này. Nhí này. Vậy là còn một suốt. Còn một suốt với còn nhí đại. Còn một nhí đại với lại một suốt. Cái mã này em đang like này. Không hết hồn thì thôi luôn á. Trời ơi, cái vải nó đã ghê. Bảo anh là không đúng đâu. Đúng không biết. Quần da cá còn mỗi màu rêu đó. Gì con? Sẽ học bài nào? Bữa giờ này đã ai viết cho đâu? À con muốn viết hả? Hả? Sao lại rủ nhau đi học? Con nói ba đi, ba viết cho con. Con gọi ba ơi, gọi nhỏ thôi. Em đang ngủ đấy. Con gọi ba đi, ba ơi, ba viết bài cho con để con viết. Để trên tủ á, để trên tủ á. Trên tủ của con á. Đang ngủ. Đang ngủ, ngủ nhau đi học bài hết hồn luôn. Đánh lười bài. Ơi ơi. Ở trên tủ ấy. Còn cái vở mẹ để ở trên tủ luôn. Mở lên là thấy. Con nhờ ba đi. Con nhờ ba đi. Nhờ ba đi. Ông đi đâu biết chữ L mà nó học chữ L không? Rồi ơi đẹp chưa nè.
nhí đại nha, cái hàng này là nhí đại này, còn cặp này, còn một tuốt nhí đại cồ luôn. Nhí đại cồ nha các tình yêu của em nhá. Hàng này ai nhận rồi là mê mẩn luôn này. Cầu vai đồ này đẹp chưa? Nhí đại cồ sale 55 65 75 luôn. Cồ này cũng 60 65 kg đó, form to lắm nha. Ai lấy cặp, ai lấy suốt đỏ với mình suốt đỏ, còn em còn đúng một suốt và một nhí đại. Đó, còn suốt một nhí đại nhá. Ai lấy ủng hộ em Nhung luôn. 55 65 75 đằng sau đây ạ, đắp túi đồ này kia. Ơi. Con gọi ba đi, mẹ đang bán hàng mà. Còn cổ đỏ duy nhất cho chị Hương Hoàng. To khủng khiếp, hàng này to khủng khiếp. Rồi còn nhí đại. Còn đại luôn đấy chị Hương Hoàng ơi. Còn nhí đại, ai lấy ủng hộ em Nhung đại đi. Nhí đại nha, còn cặp nhí đại. Chân mình. Tiếp giá luôn, 75 ngàn nha. Rồi còn một nhí, còn một đại. Theo 55, à 555. Một nhí một đại cho anh Túc. Anh Trúc. Anh Trúc, anh Trúc. À, cặp cho anh Trúc này. Con dài bé gái còn chị Huyền ơi, còn một cặp đỏ nhá. Rồi, cô Ba này còn gì? Cô Ban chắc em hết ra rồi hả em hả? Cô Ban còn một nhí. Cô Ban còn nhí này cả nhà ơi. Cô Ban còn một nhí duy nhất nhá. Em đang làm bên bên Google xem có lô nào quần đùi không ấy chị Cúc. Nếu có em hú nhá. Ờ à, đó. Cho xem. Xem cho đỡ buồn hả chị ạ? Ủng hộ em con mới ơi. Rồi ai lấy cô Ban còn sót đi nhí này. 55 ngàn, ai lấy cô Ban, comment cô Ban. Ơi. Rồi cô Ban, ai lấy cô Ban, comment cô Ban giùm em nhé. Cô Ban còn riêng. 176 phải không anh? Cô Ban, bạn nào lấy cô Ban, comment cô Ban. Đưa điện thoại thì gọi anh. Bạn giờ chưa lên. Cô Ban nhí nè, anh Cúc có lấy luôn không? Cô Ban nhí nha, ai lấy cô Ban nhí, cô Ban nhí. Bé gái đi Nam ơi, kiếm bé gái like sale đi. Nè, còn ri hàng à. Ri vàng. Con gọi cửa ba, ba đang ở trên với em đó. Cứ ngồi đây là gọi mẹ làm sao vậy, mẹ đang bán hàng mà. Nhí vàng còn sót ri. Rơi vào. Nhí vàng còn sót đúng một ri duy nhất. Trời ơi đẹp, hàng hiếm. Cái này là đúng nghĩa hiếm luôn á. Nhí vàng nhá. 55 ngàn ai lấy nhí vàng ủng hộ em Nhung nhí vàng. Chị thì 16 rồi hả chị? Rồi nhí vàng ủng hộ em Nhung nhí vàng. Cầu vai may đắt như vậy luôn này. Đó. Vàng đi ạ. À. Còn sót ri hốt đi. Trời ơi hàng này hàng khan, hàng hiếm của em đó. Nhí vàng chị Phương Tạ này. À Minh Khôi Hoàng. Điện thoại mẹ. Điện thoại mẹ cắm sạc hết pin rồi. Minh Khôi Hoàng. Cảm ơn chị. Còn màu đậu này, còn nốt đi đậu đi. À cái gì màu đá này. Màu xanh đá. Xanh đá cũng còn ri. Nhí không hả? Còn sót ri nhí thôi. Hết sạch hàng luôn rồi đó. Nhí, ai lấy nhí đá, có mình nhí đá giùm em. Màu xanh đá đẹp lắm, màu này đẹp lắm luôn đó, màu xanh. Đó, cầu vai nó may như vậy này các bạn này. Mới dắt trẻ. Rồi, ai lấy có mình em đá nhá. Ủa châm bần đẹp chưa? Có 55 ngàn thôi. Ai lấy ủng hộ em Nhung nốt đi ạ. Còn sót đúng một ri duy nhất. Lấy luôn 55 ngàn ủng hộ em. Hàng này giá 7 mấy ngàn không à. Đá nhí. Đá nhí cho Minh Khôi Hoàng. Mất bao xuống nhà thì sao? 8, 8 của Minh Khôi Hoàng. Còn ép riêng còn một ri. Ép riêng mã này hết rồi phải không Nam? Ừ. Cái này size cổ còn đúng một ri à, còn đúng size cổ không còn đại cổ còn đúng cổ thôi ạ. À. Hàng này cổ 110 trăm bao nhiêu không nhớ nữa. Cổ ép jean còn đúng ri. Lê Lạnh đâu rồi không biết, mấy bạn đang hỏi hàng ép jean size cổ ba lỗ còn không đó. Mã rân này size cổ gần 70 kg mặc vừa đấy. Có bộ ấm size đại hả chị hả? Bộ ấm hả chị hả? Cô tông thôi ạ. À. Đó nha.
Rồi Cycle, hàng ép zin thì cả nhà mình biết hết rồi đúng không ạ? Hôm nay em sale mọi người giá 99.000 bộ Cycle này. Cổ form to vật vã luôn. Ép zin đấy các tình yêu ơi, hốt đi ạ. Cổ cho chị Yến Nguyễn này. Hả? Kêu anh đi cầm điện thoại, cầm vở, cầm bút gì hôm nay. Đây các con xuống này viết hết luôn này, đi xuống đây. Cổ được mấy, còn mấy cổ cam? Bóc qua đây luôn này mày. 99.000 cổ cam lần đầu tiên trong cuộc đời em sell ép zin giá này đấy. Chưa bao giờ luôn á. Để coi xem còn bao nhiêu ri. Cho chị 4 ri Nam ơi. Ủa cổ cam hết sạch hả? Cổ hết có 1 ri duy nhất thôi. Còn đúng 1 ri duy nhất cho chị Yến Nguyễn. Ok chị. Ri 5 đúng không? Ừ. Có đúng 1 ri duy nhất em tưởng còn nhiều. Hết luôn rồi hả cô? Hết sạch luôn rồi nha các bạn nhé. Hết sạch. Ơ đem bài xuống đây đi, đem bài xuống đây. Em vở xuống đây mẹ viết cho, đi xuống đây. Cô đỏ nè, ai lấy trói đẹp nhỉ? Cô đỏ còn bao nhiêu ri? Chiều nay chắc chưa đi hàng đâu Trúc ơi, ngày mai. Hôm nay chỉ like buổi tối nay nữa. Tại vì hàng bây giờ nó còn đang linh tinh lắm, chưa phân đấy. Nhá. Rồi. Cô đỏ cho Liên Như. Đi hả? Em muốn đi luôn hả? Cô đỏ Liên Như. Cô đỏ Yến Nguyễn. Vở Oli. Vở trắng. Liên Như, Yến Nguyễn, Suri. Suri nhận được hàng chưa chị ơi? Cô đỏ, đây là số 14 là số nhỏ nhất. Em đang cầm trên tay là mới là số 14 thôi nhá. Suri. Suri Yến Yến Nguyễn. Rồi. Liên Như. Thôi bạn nào lấy cô đỏ ngồi em nhung cô đỏ cho các bạn nó đã ghê. 99.000 giá sale. Chưa bao giờ ép din em sale giá 99 ấy. Dạ vâng. Giỏi vậy hả? Em cảm ơn chị. Màu vàng còn mấy đi em ơi? Vàng còn đúng 2 đi. Cô vàng. Trời ơi sao mà nghe nó khó chịu ghê luôn á. Thì đó điện thoại thì đây đâu? Con chạy lên gọi anh Thái cho chị. Anh ở đây này. Gọi cửa cho chị nhanh. Lạnh. Vàng. Đứng lên gọi. Anh ơi. Vàng cho chị Yến Nguyễn này, còn ri vàng đẹp quá này. Vàng cho Yến Nguyễn, vàng cho Minh Khôi Hoàng luôn. Vàng Yến Nguyễn. Vàng Minh Khôi rồi. Hết rồi phải không? Hết rồi phải không Nam ơi? Này Minh Khôi Hoàng luôn. Hả? Thấy đây chị, không thấy ở đây. Đâu Nam ơi? Tuân ơi, đâu rồi? Hết vàng rồi. Mỗi thứ còn vài đi. À trắng còn đại cô. Trắng còn đại cô. Trắng còn đại cô nha. Trắng còn đại cô. Tuân bước lên gọi cho anh giùm chị. Để đó đi. Trắng đại cô. Trắng đại cô nhá. Ai lấy trắng đại cô. Cặp trắng đại cô giùm em đó. Trời mấy bé lớn lớn mặc mấy màu này lên nhìn sang mà trắng chẻo vô cùng luôn. Trắng thì còn sót lại một. Còn đại cô. Ơi trắng ho trắng nè. Em sale luôn cho mọi người luôn, 89 và 99 luôn. 89 và 99 luôn giá sale của hàng ép tin của em đấy. 89 và 99 nha mọi người, cho mặc rất là chất và cực kỳ đỉnh luôn. Rồi, đại cho Minh Khôi Hoàng. Còn mấy đại Nam ơi? Đại Minh Khôi Hoàng, đại Thanh Thanh. Có cô nha, ai lấy vàng trắng comment trắng giùm em này. Thanh, Minh Hồi Hoàng, đây rồi, có Thanh Thanh ngoài này rồi. Chị Yến Nguyễn lấy cặp trắng ủng hộ em Nhung nhá. Yến Nguyễn cặp trắng luôn. Chị Yến Nguyễn ơi, ở đây có đại với cô luôn ạ. Đại với cô. Rồi, xanh biển này, màu cuối cùng này. Còn màu, còn size gì Nam ơi? Còn đúng một ri này hả? Rồi, biển còn đúng ri duy nhất. À Yến Nguyễn trắng đại nhá. Chưa xuất hàng chưa? Biển cô cho chị Hương Phạm. Biển còn sót đi nào không? Hả? Không còn sót đi nào hết. Này của Hương Phạm luôn. Biển cô Hương Phạm luôn. Cô Lan còn sót đi nào không?
Cô Ban. Hả? Hết đại luôn hả? Rồi hết đại luôn còn mỗi cô thôi. Con xem mã rân này còn còn màu nào nữa đi chị Nhung luôn. Rồi đưa đây. Đó, còn mỗi cô Ban duy nhất còn đúng rồi thôi. Cô Ban cô không phải biển, không phải đại. 99.000 giá sốc. Cô Ban cô. Đẹp lắm luôn á, hàng này các bạn nhận về nó mê ơi là mê luôn. Cô Ban cô đi ạ. Không có đại đâu ạ, cô Ban cô. Suri có lấy cô không này? Tuyên Đặng lấy cô đi em ạ, 99.000 nó hôm nay sale đấy. Ami ao mất tiêu rồi. Ok. Ami ao cô luôn. Còn sót đi nào hàng này nữa. Thế rồi đúng không? Ami ao này. Đưa đi đỏ lên đây. Còn đi đỏ nằm đâu? Đâu rồi? Đâu thải chị Nhung đi. 70 kg, hàng này 70 kg Hương Phạm ơi. Hay để đây đưa chị Nhung cái còn cổ đỏ không? Còn. Đưa đây đưa đây. Còn sót gì cổ đỏ, hàng này 70 kg Hương Phạm ơi. Hương Phạm chưa bán hàng cổ ép jean bao giờ hả? 70. 70 là còn rộng. Đây. Đó. Cô đỏ, cảm ơn cả nhà nhé. Cô đỏ còn đúng ri này. Cô còn đại không em? Ôi vải đẹp lắm. Vải mê mỏn luôn này. Cái quần đó đây. Cô đỏ 99.000 cô đỏ. Ê. Giá man auto luôn. VIP luôn, gọi là VIP, VIP. May giả khóa như thế này. Rồi ai lấy cô đỏ form to, thao hồ luôn. Rồi cô đỏ, hốt đi các tình yêu. Còn ri cô đỏ này bạn nào lấy luôn cho em hết luôn đi. Uyên Minh có lấy cổ đỏ không? Mặc cho nó ngầu. Hip hop mà, hip hop cá tính ở kia chơi màu đỏ là ok nhá. Gì? Đỏ đại không có, bây giờ chỉ có đỏ cổ thôi. Hết đỏ đại thì em hả? Hết đỏ đại, không còn đi đỏ đại nữa. Pyjama này còn cái hàng này còn gì Nam ơi? Hàng này ai ai chưa lấy hàng này này. Ừ. Cái này chỉ còn nhí đại thôi, không có cổ. Tuyên Nặng ơi, hàng này nó đẹp vô cùng luôn đó, em không bán lẻ. Rồi, mã này nó đẹp lắm luôn nha. Đây. Nhìn nó độc lắm. Ôi các bạn nhìn giùm em màu xanh này. Khủng khiếp chưa? Nhìn dã man auto auto VIP luôn đó, cái này là đúng chất hàng Quảng Châu luôn. Nó còn đẹp gấp ngàn lần hàng Quảng Châu nha mọi người nhé. Hip hop đồ này kia giả man chưa. Rồi cái quần này các bạn nhìn này. Đó cái quần nó này nha. Rồi ai lấy cặp xanh, comment cặp xanh. Hàng này là hàng siêu VIP nha các bạn nha. Các bạn nhận về đây các bạn sẽ thấy là nó hàng nó giá trị như thế nào. Khủng khiếp đẹp luôn. Nhí và đại nhá. 7995 nha mọi người nhé. Nhí đại. Màu xanh cổ nó đẹp lắm. 7995 cho em nha. Không cái này chỉ có nhí đại thôi Hương Phạm á. Nhí đại. Nhưng mà đại của nó là 50 kg đấy. Đại này là 50 kg mặc rộng á, chứ không phải là mặc vừa hay là body body nha. Rồi cặp cho chị Lisa Kid. Đẹp lắm. Cặp Lisa Kid rồi cặp cho Minh Khôi Hoàng. Em ơi bộ má giả quang nhá. FV ghi giữ FV cho chị. Giả quang. Nhiều lắm, giả quang. Nó nhiều mã túi hộp mà cái nào chẳng túi hộp. Rồi. Túi giả quang. Màu xanh. Cái này gọi là xanh gì Nam ơi? Biển. Rồi cặp cho chị Lisa Kid. Cặp cho Minh Khôi Hoàng. Đại cho chị Hương Phạm. Đại cho Uyên Minh. Nguyễn Thư là Uyên Minh. Pyjama chắc tối thế nào. Tối pyjama mới. Thì ta không phải ba chứ ạ. Ba đang cho em ngủ ở trong hay sao gọi ba. Mama chốt cửa rồi. Thì gọi. Gọi có được rồi. Cam cho chất này. Cam cho chất này. Cái này 7 luôn. Em đi là mới được. Cái phương Nam ở phòng phương Tuân nó lên để làm gì trời. Cam nhá, ai lấy cam ủng hộ em Nhung cam nhá. Ngầu vô cùng luôn á, bộ đồ ngầu lắm luôn. Rồi ai lấy cam comment cam giùm em này.
cam nha cả nhà ơi, ai lấy cam con bằng cam giùm em này. Đây là phía đằng sau này, bụi đời giá ma luôn, hàng này hàng siêu VIP, cái này là mặc Tết là đúng bình bại đó. 7985 rồi, cam cặp ra chị cho các bạn nhìn màu cam này, giả man chưa. Rồi ai lấy cam con bằng cam giùm em, cam đúng rồi đó, bộ đó rồi con biết đi, cam nha cả nhà nha. Thằng này cầm bút lên, đi lên trên nhà các em viết trên đó rồi. Rồi cam, ai lấy cam con bằng cam. Dãy rồi viết bài thường la hết ở bên. Cam cặp cho chị Lisa em ơi, cam cặp nha, ai lấy cam cặp con bằng cam cặp. Rồi còn đi vàng, vàng còn gì. Dạ chị ơi, chị Hiền Thị ơi, hàng 60kg nhiều nhưng mà em không bán lẻ nhá. Bảy chín chín năm, cái này hàng 7995 đó các bạn. Hàng này 7995 nha, không phải à, hàng này 7995 mà. Hàng này hàng mới mà. Đẹp không? Nhận về đẹp không? Vàng đài cho chị Hương Phạm, màu vàng. 7995 mà, hàng này 50kg mặc vừa. Ở trên chiếc kệ đi. Rồi, ai lấy vàng có mình vàng giùm em. Form to giả man vật vã luôn. 7995 màu vàng. Lúc bố cầm để đi đâu mà con đi má nhà thấy mẹ. Lúc con đi vệ sinh mà cái vứt con cảm là cái vứt vợ của đó, vàng nhá, ai lấy vàng hốt vàng ủng hộ em vàng đi ạ. 7995 vàng, form 50kg mặc vừa, form to vật vã luôn, không phải nói là giả ma luôn, xin hơn cổ mới là trước. Hàng đẹp xỉu, ôi trời ơi, chị còn không nhập được giá 85, chị sell 85 thế chị chết. 85 lỗ tới tận mấy ngàn luôn đó mà hàng vừa về mà. Rồi ai lấy cho mình nhiều em. Hàng em riêng đi khi nào em sell lắm, chỉ khi nào mà nó còn đúng vài đi em mới sell thôi. Tại vì hàng này nó là hàng hàng đâu phải ra được một lô, nó lâu lắm. Nó may ra một lô lâu lắm. Vàng đài cho Hương Phạm chưa? Vàng đài cho Amiao. Nó đẹp xỉu, em nói nó đẹp lắm luôn mà. Vàng cặp với chị Lisa Kit. Khách hàng nhận về là bán một bán là rất là dễ. Nói chung là vô shop, các bạn chào hàng này lên là mua. Em ơi nhìn nè. Ôi con ơi sao lại biết điện thoại mình. Vàng cặp chị Lisa Kit, vàng đại cho chị cho Uyên Minh. Hàng đẹp nhỉ, đẹp lắm. Còn ri đỏ cho nó ngầu cái nào. Đỏ nè. Đỏ cho ngầu đi các bạn ơi, ai lấy đỏ có mình đỏ giùm em nha. Đẹp xỉu mà. Ôi đẹp ghê. Mẹ ơi, hay là chúng con đi đi xuống đây. Rồi ai lấy đỏ có mình đỏ cho em. Lên đi vợ cùng con. Trời đất ơi, mấy thằng này giờ này học theo không học. Để bây giờ cầm thì đứng lên lấy cây. Một là đi lên tự học bài và viết bài. Ai rồi. Làm gì có cái dụ đâu, đâu. Đi xuống đây ngủ dậy cái là e e là sao? À thanh niên trai tráng rồi mà. Hai thằng một cái bút lại đánh nhau. Cái thằng kia nó thật thà mới biết. Đó, bút tí lên đây viết mẫu tí lên. Sách thì nó nhắm một nơi, nó hỏi nó lên xem sách nào trả lên. Đỏ, ai lấy đỏ có mình đỏ giúp em. Ở trên kệ, trên cái kệ bao nhiêu con á. Còn tự lên lấy. Đỏ, ai lấy đỏ ủng hộ em Nhung đỏ này. Đỏ nhá, đỏ ngầu lắm luôn á. Thấy hot nên đỏ mặc Tết mặc ngồi này kia. Đỏ phối đen rồi xong rồi chữ trắng nữa. Nên bởi vậy là nó đỉnh của đỉnh luôn này. Nhá, đỏ ai lấy đỏ mà đỏ form từ 15kg trở lên, nhí là 15kg rồi. 15 cho đến 30kg, đại là 30 đến 50kg. Mày hay lắm, mày được viết á. Cô đang viết mẫu, cô viết mẫu xong con viết. Đỏ cặp. Cho em màu xanh. Đó là vừa của ai vậy, vừa của con hả? Màu xanh này này, đây. Cái đấy quật vào mặt em.
nhỉ. Trời ơi, lá đi cả nhà ơi, đừng bỏ qua cái màu lá của em. Cái màu lá này nó màu lá sang chứ không phải là mấy cái màu lá mà kiểu dạng như quê mùa đó nha. Lá này, đây này, đằng sau này. Đây là trước này, cái này là túi nắp đàng hoàng luôn này. Đó nha. Rồi ai lấy lá có bằng lá giùm em nhé. Lá đi. Ai chưa lấy cái mã này lấy đi các bạn ơi. Ai chưa lấy mã này có bằng lá giùm em. Đẹp chưa? Áo thun nam mình nằm đâu rồi Nam ơi? Nam ơi, áo thun nam còn không? Lá đài cho mình khôi hoàng. Em lên, các bạn có muốn em lên đầm không ạ? Các bạn có muốn em lên đầm không? Không có biết là đỏ đại cho Giang Trần. Đưa bút cho bố ạ. Kia đỏ đại Giang Trần. Lên like đi. Bỏ đây, bỏ gọn lại. Đưa điện thoại của tôi đây. Lá một cặp cho anh Túc, anh Trúc. Lá một cặp cho anh Trúc. Lá đẹp lắm á. Lá nhìn nó đẳng cấp luôn á. Nó khác biệt. Ai lấy lá, có mình lá giùm em nha. Gọi anh đi. Hai bạn tránh xa ra cho mà. Hai bạn nhanh lên. Nào, Tony ơi. Cảm ơn anh Trúc, cảm ơn anh Trúc. Có dài tay của Gogo, à, của Fzin luôn á. Có dài tay của Fzin luôn. Rồi, chị đang like Fzin này bé. Đang like Fzin nè. Bé lấy hàng Fzin bao giờ chưa Tô Hà? Ba ơi, bây giờ một là ba trông con, hai là ba nhập máy. Bây giờ thằng Lu lớn nó đang ở dưới đây sao làm việc được nè. Đứng lên ra ngoài liền. Trời ơi, thằng bé nó dậy, bây giờ nó đang ở học bài. Nhanh lên. Em ngồi đi. Em gì vậy? Bình thường đi học là phải gào thét, hôm nay thì em đòi đi học bài. Đi từ đâu? Ba thằng được lựa này. Bây giờ ba đi lên hết cho các bạn. Bước lên. Nam đi lấy cái ghế ở cái chỗ đây. Nói không nghe được, đúng ba thằng. Đếm tới ba mà không bước lên hết trên nhà. Thì hết hết chưa? Đi lên lát nữa biết xong cầm một thằng lên thôi. Đi lên hết lát nữa mẹ bố Tuấn cầm hết bút lên. À, cầm sách vở lên. Bước nhanh. Rồi để sách vở đây cho cô Thủy biết. Ba thằng nó quần. Rồi đi lên viết đi con. Viết cho đẹp nha. Xíu nữa đưa bài vở mẹ xuống mẹ kiểm tra. Mà không đẹp là tẩy là xóa hết á. Làm lại từ đầu nha. Ba thằng lớp 1 các bạn. Đó là lý do tại sao mà mọi người biết là lý do tại sao mà em mê gái là vậy. Nhà toàn được đẻ cái gì mà toàn được rửa không. Trời ơi, 13 đứa cháu, 14 đứa cháu, có 3 đứa con gái à. 14 đứa, đẻ được đúng 3 đứa con gái. Mê ơi là mê. Toàn được rửa. Mà cái năm 2015 hết nữa các bạn, kinh không? Tức là chị em ruột, chị em họ rủ nhau đẻ vào năm 2015. Không biết là năm đó làm gì mà rủ nhau mấy thằng chồng này. Điên cả đầu. Váy nhiều lắm, váy nhiều lắm. FG này bé này, màu trắng 7995 nhá, nhí đại, form to, 50kg mặc vừa. Một đứa của Tuấn, một đứa của Tân, mấy bạn là đều em của chị hết, đang làm ở đây luôn, làm chị luôn. Đó, hai đứa cháu luôn, cháu ruột hết đấy. Con bé Úc nữa. Ôi trời ơi, năm 2015 hết, con chị Tâm cũng 2015, con Tuyết cũng 2015, con anh hai 2015. Đẻ một loạt hết năm đứa. Năm đó là năm đứa, là coi như là năm anh chị em thì năm tên 2015 và chỉ có bốn đứa trai một đứa gái. Choáng hồn luôn. Gọi cái gì mày hay quá ha. Ba thằng nó đang bạo loạn này, đang đòi học bài, ngủ dậy đòi học bài, đang học trên lầu rồi, mới bị đuổi lên rồi. Bác đang like ba thằng nó vờn đấy đòi học bài. Rồi bác cho lên học bài rồi, đã luôn. Sợ luôn chứ đã gì Hương ơi. Trắng đại chị Giang Trần. Mấy đơn giản như thế. Nó nhiều kiểu lắm. Nói chung là nhưng mà có nhiều cái. Ví dụ như cái mã này người ta là thích ngầu ngầu ấy. Dã man luôn chứ đã gì. Sợ ơi hoảng luôn đó. Mỗi lần mà tập trung một cái là muốn đánh nhau hết cả loạt luôn. Con trai nữa chứ. Cứ ầm 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 rồi. À, trắng đại cho chị Giang Trần chưa. Trắng nè. Để chị mở lại nhanh cho bạn Tuyết Hồng Nguyễn coi. Trắng nè. Sao xếp nhanh như vậy.
trắng đại. Trắng đại chứ, từ từ. Rất đẹp nhỉ, rất đẹp lắm. Thế nhưng mà nhiều mẹ lại thích kiểu dạng như bụi đời ấy, ngầu ngầu ấy. Rồi ai lấy xanh ra, xanh xanh này. Xanh nha, ai lấy xanh, Tuyết Hồng Nguyễn ơi lấy xanh đi em ạ. Xanh. Vải đẹp lắm, còn mỗi lô này thôi. Cũng hết rồi, không còn lô nào nữa đâu. Ai lấy xanh không bằng xanh thì em với xanh. Túi giả, may giả đồ này kia luôn. Đó, xanh. Ai lấy xanh không bằng xanh giùm em. Xanh cặp cho chị Giang Trần. Xanh cặp không chị ơi, nhí đại nhá. Cái này nhí là 15 đến 30 kg, đại là 30 đến 50 kg. 7995. Ừ, 7995 bé yêu. Hàng này là hàng siêu VIP, bán một lần đi là khách nó nhớ hoài luôn, nó đòi mua hoài luôn đó. Giang Trần cặp. Chờ xíu Phương Thành. Giang Trần cặp. Đưa lên đi, từ từ. Lấy cặp xanh đi các bạn ạ. Còn cặp đỏ. Cặp đỏ, cặp cam. Ủa thế đi đâu hết rồi? Chưa bán là đã xếp hết rồi. Màu đâu? Màu đâu hết rồi? Màu. Đang like mà. Cứ để đây. Lấy gì, lấy gì. Lấy. Nè cặp đỏ đây. Cặp đỏ, cặp cam. Màu vàng, có vàng luôn đó Tuyết Hồng Nguyễn. Đại cô gái đang tối nay chị đang kêu nó về kịp không này. Liên Như ạ, bạn nào cũng cần đại cô gái lửng, lửng hay đùi vậy Liên Như. Lửng hay đùi bé yêu. Rồi ai lấy đỏ, cơ mình đỏ. Đại 50kg em nhé, đại 50kg đó. Bằng tay cô của người ta đó. Rồi ai lấy đỏ, mỗi em đỏ. Hết rồi đó. Đỏ, hàng này là hàng còn VIP hơn cả hàng Quảng Châu, form thì to. Giả man auto đỉnh luôn. Rồi ai lấy đỏ, mỗi em đỏ này. Đó, hip hop đồ này kia mà nó chất lắm, vải đẹp lắm. Em off máy chút vào chị xem này. Vậy hả mèo? Sáng nay toàn like bé gái. Like bé gái đến mức độ mọi người kêu xen kẽ bé trai đi chị ơi. Giờ bắt đầu tới là bé trai. Đó, rồi bây giờ lên bé gái đúng không? Còn đỏ còn vàng. Thôi thôi khỏi lên này nữa nha. À, Tuyết Hồng Nguyễn lấy cặp nào báo. Tuyết Hồng Nguyễn lấy cặp nào báo Nhung nha. Hả? Má đôi cánh này là anh Quỳnh lấy gì? Cặp đỏ cho anh Trúc luôn. Cảm ơn anh Trúc. Anh Trúc có cặp đỏ chưa? Đẹp nhờ. Lấy vàng đi các bạn ơi, đừng bỏ qua chị Giang Trần ơi, đừng lấy bỏ, đừng bỏ qua vàng, em nói thiệt lòng luôn. Thật tâm luôn. Rồi ai lấy vàng có mình vàng. Vàng này. Cả nhà hốt vàng đi ạ. Ba ơi, ba cầm bút là cầm cầm cặp lên cho con. Ai lấy vàng cặp vàng cho chị Hồng Vân, ok. Chị đưa bút cho ấy đi. Đưa sách vở cho con lên nào. Cặp vàng Hồng Vân, có cặp vàng, cặp đỏ, cặp trắng, cặp cam. Rồi tiếp tục cái mã này ạ, còn mã đôi cánh. Mã đôi cánh này còn nhiêu đây thôi gì? Hả? Còn. Rồi cặp vàng cho chị Giang Trần luôn, cặp vàng Hồng Vân, cặp vàng Giang Trần. Có cặp cam, cặp trắng, cặp đỏ, cặp xanh biển, cặp xanh cô ban. Chị nhá, chị Giang Trần có lấy gì nữa? Cặp đỏ Giang Trần luôn. Cặp đỏ chị Giang Trần luôn, cặp vàng Giang Trần, cặp đỏ Giang Trần. Chị Giang Trần bán hàng ép jean lần nào chưa chị ơi? Cái này đưa vở lên cho con nó viết, nó viết, nó, tụi nó đang đòi viết là để tối nó không phải viết bài, nó tối nó đạp xe đạp, nó bàn nhau như vậy đấy. 7995, 7995, má đôi cánh này, anh Quỳnh nó lấy gì nhỉ ba nhỉ? Đẹp nhờ, rồi form to lắm nha, hàng của Gogo, form to hàng Gogo nha mọi người nhé. Đôi cánh form to lắm luôn á, hàng Gogo vải seo xịn cho mọi người 5969 luôn. Cái hàng này cũng vậy là cũng VIP luôn á, mà giá thì giá seo. Được chưa? 5969, ai lấy cho mình cho em Gogo đôi cánh. Anh Quỳnh lấy cái gì nhỉ ba? Anh Quỳnh chắc không coi, ba bây Quỳnh đang like rồi. Chưa để đó. Đôi cánh này, hàng này đẹp đẹp lắm luôn á, vải đá nha. Em xin dài còn. Rồi 59 này cho bạn Hân Baby này. Đang là đôi cánh màu xanh đá này em này. Nhí cho Hân Baby, đại cho Hân Baby luôn. Kim Phượng nào đây, Kim Phượng ơi. Phượng ơi, Phượng nào đây, Phượng ơi, báo lại Nhung với nhé. Hàng Gogo này. Đại cho Giang Trần. Cặp cho Hân Baby, đại cho chị Giang Trần. Còn không em ơi? Rồi ai lấy nhí còn nhí nha. Nhí đại đấy các chị, hàng đẹp lắm luôn. Kim Phượng ở Đồng Nai ba hả? Ba nhớ không? Chị là sĩ mới, chị cũ bên em ạ. Chắn vào Zalo giúp em nhé.
nhắn Zalo số điện thoại địa chỉ em kiểm tra nhé. Nếu là xỉ ok báo em nhé, chị Phượng nhé. Rồi cái vải nó đanh đen, ai lấy đen cho mình đen giùm em. Ôi trời, nãy giờ chị like bộ ép jean để cho bé coi thì cuối cùng bé lại đi ra. Rồi, đôi cánh này, hàng này là hàng siêu VIP này các bạn ơi. Hàng Gogo bé ạ. Gogo. Giá sale 5969. Vải đẹp lắm, vải đẹp lắm. À mới, cảm ơn mới. Mới nhắn Zalo cặp giùm em 500. Nhắn Zalo giùm bạn. Rồi, cặp xanh cho bạn Tuyết Hồng Nguyễn. Cặp xanh đá hồi nãy á. Đại này 45 kg, cho chị Nhung đi đại ra đây chị cho các bạn xem form em ơi. Đen ngầu chưa? Má đôi cánh nhìn sang chảnh cho các bạn ơi, mặc lên nhìn ngầu lắm, đẹp cực. Ai lấy đen comment đen giùm em 5969 đen. Đen đại cho Suri. Vải đẹp cực Suri ạ. Ờ xanh luôn. Đen đại Suri. Nãy cặp cho Tuyết Hồng Nguyễn màu xanh cho em. Rồi đen đại cho Hân Trần. Đen đại Như Thúy. Đây đại đây, đỏ. Gửi được bình thường. Gửi được bình thường. Đỏ này. Ô cha mẹ ơi, form đã chưa? Form đã chưa? Đó, hàng hàng sale mà hàng VIP mà form to chưa? Vải xuất sắc nha, hàng Gogo thì các bạn biết là em không nói về chất lượng nữa, vải nó đẹp lắm. Rồi ai lấy đỏ cho mình đỏ. Cặp đỏ Gogo cho Tuyết Hồng Nguyễn. Để mở xanh nhỏ cho cả nhà nhìn form. Đỏ, đen, từ từ hàng xếp thì đang like mà. Khi nào like xong hàng xếp thì mình chỉ còn lưa lại mà. Cặp đỏ chưa Thúy? Cảm ơn em. Cặp đen cho Tuyết Hồng Nguyễn. Đen ngầu chưa? Đen ngầu lắm đó các bạn, đừng bỏ qua đen. Hả? Rồi còn nhí đen hả? Còn sót một nhí đen, cặp đen Tuyết Hồng Nguyễn ok. Đây này đỏ, đây này các bạn gấp cái bộ đó vô đi. Chị mở bỏ nhí cho các bạn xem. Biết xong chưa? Biết xong chưa? Không không. Mở được hai đứa chưa? Biết được y với bi. Mẹ nó học cái gì? Rồi trắng, ai lấy trắng không? Mình trắng. Ai cái gì nhỏ đỏ, sorry mọi người. Đây này đỏ đây này. Đỏ đây. Có đỏ. Có đen. Đen còn nhí. Màu xanh đá với màu xanh coban. Còn màu nào nữa Nam? Hết màu. Đỏ còn cặp. Đỏ còn cặp. Hả? Đâu? À còn vàng. Đỏ còn cặp. Coban này. Hốt coban này các bạn ơi, hết coban này. Đen nhí cho Nguyễn Quyên. Đen nhí cho ngoài đó còn không em ơi? Hả? Đen nhí Nguyễn Quyên. Đẹp nhỉ. Ờ, cô Ban. Bé anh Quỳnh mỗi lần cứ hỏi chị ơi lên bộ đôi cánh đi. Ba nhắn cho bé anh Quỳnh đi. Bộ đôi cánh này em đang đòi lấy hàng này thôi. Thì bước xuống. Sao ba biết là đấy? Phải đâu, em đâu có đâu. Điện thoại em đang cắm sạc tại các nguồn rồi. Không không không, cặp xong mấy nhá. Rồi cặp cô ban cho Tuyết Hồng Nguyễn. Cặp cô ban Tuyết Hồng Nguyễn. Năm nghe không Năm ơi? Cô ban đại cho Trúc Phạm. Cặp cho chị Trang Trần. Cô ban đại còn không? Đại. Đại Trúc Phạm. Rồi đại cho Lusubu. Còn nhí thôi nha. Cô ban còn nhí rồi. Đôi cánh 5969 giá sale Yến Doanh Nghiệp ơi. Còn nhí kìa, đẹp lắm. Còn nhí thôi anh Trúc ạ. À, lấy nhí đi. Còn mỗi nhí cô ban thôi phải không em hả? Nhí cô ban. Trời ơi vàng này. Biết chưa? Hết cô ban đại rồi Ngọc Minh ạ. À. Cô ban ngài còn là đều còn ông Nam ơi. Còn mỗi nhí cô ban thôi ạ. À. Ai lấy nhí, anh Trúc có lấy nhí không? Anh Yến Doanh Nghiệp có lấy nhí không? Còn mỗi nhí cô ban thôi. Vàng, vàng còn gì? Vàng cặp cho Yến Doanh Nghiệp. Vàng cặp Tuyết Hồng Nguyễn.
Vàng đại chị Giang Trần. Hết luôn hả? Nhí cho Nguyễn Quyên. Hết rồi, còn mỗi nhí nha cả nhà ơi. Chúc Phạm hết nhí, hết đài rồi. Còn nhí cho Minh Khôi Hoàng. Minh Khôi Hoàng ủng hộ em nhí nhá. Nhí Minh Khôi Hoàng luôn. Nhí cô ban cho Yến doanh nghiệp luôn em ạ. À. Ai vàng sorry, vàng nhí cho Yến. Đúng rồi, cô ban nhí cho Yến doanh nghiệp luôn. Vàng nhí cho Lisa luôn. Vàng nhí cho Lisa Nguyễn luôn. Thì này theo chị chắc khô máu. Còn đại đỏ không em? Đại đỏ cho Trúc Phạm. Đang làm hàng vô vô cổ đùi đùi hết lên cô. Đùi gái nhá, các bạn đang cần đùi gái đúng không? Đại với cổ. Quan trọng là phải giá tốt các bạn. Chứ bây giờ hàng nó nghiêm cao quá, các bạn lấy về nhiều khi các bạn bán cũng khó nữa, cũng vất vả nữa. Dân bây giờ bạn nào cũng khó khăn hết cả, mà bây giờ chúng ta nhập hàng cao quá về nó không có bán. Hàng phải xịn mà đẹp. Còn đại đỏ không? Đại đỏ Yến doanh nghiệp luôn. Thì bông đen. Đen còn gì? Đen còn mối nhí này. Chất nhờ. Rồi, đen còn nhí này, hốt luôn đi các bạn ơi. Nhìn đơn giản nhưng mà sang lắm, cái mã này sang lắm luôn đó. Đen còn nhí. Tắt máy bơm. Đen còn nhí nha, ai lấy đen nhí ủng hộ em Nhung Nhiên nhỉ? Đen nhí cho Yến doanh nghiệp. Chắc chắn tối nay có. Không phải thì hết pin rồi, chị không làm việc được với bên đấy. Đây sửa. Trời. Đây là đây. Ừ, tối ít ba tê, tối tuyết nhá. Tối nha em gái. Tối nha. Đen nhí Yến doanh nghiệp chưa? Rồi, bây giờ còn màu xanh đá là màu cuối cùng. Qua mã, lên gái. Ai hóng đầm báo em lên đầm cho cả nhà. Bạn nào muốn comment đầm đi ạ, em lên đầm cho. Đầm cho chứ bây giờ đầm các bạn cũng đang bị khan mà bây giờ em bán. À bộ trai. Chúc bạn là chùm bộ trai khổ ghê. Bạn thì chuyên bán trai, bạn chuyên bán gái, mỗi bạn một ý thôi, túm lại là bán theo bà Nhung xong. Rồi xanh đá. Ai lấy xanh đá ủng hộ em Nhung xanh đá nhá. Ba lỗ hả? Đây còn 3 4 ria ba lỗ này như tí này. Ủng hộ Nhung nốt nha. Rồi xanh đá nốt đi, xanh đá còn gì Nam ơi? Xanh đá còn cặp nhí đại đẹp cực đó, xanh cặp cho Yến doanh nghiệp. Quỳnh Nga em bán toàn trai. Ừ. Có cái duyên nha, bà thì không bán được nhí, không bán được gái, bạn bán toàn trai, duyên mỗi bạn thật. Xanh đá cặp Yến doanh nghiệp em ơi. Rồi cặp cho chị Lisa được chưa? Lisa này là Lisa Nguyễn này. Lisa Kit á. Nãy giờ là Lisa Kit hết, em sửa lại đi. Lisa Kit á. Em không bán được gái luôn à. Đại cho Nguyễn Quyên. Màu xanh á. Nhí cho chị Trần Trang. Đại Nguyễn Quyên, nhí Trần Trang. Vàng còn gì nhỉ Nam nhỉ? Vàng còn đúng một ri nhí này lấy luôn cho em với. Cho hết luôn này. Rút chị luôn. Rồi vàng còn một nhí này, bạn nào lấy nốt cho em với cho nó hết luôn đấy. Mất công lại đấy. Vàng còn một nhí. Vàng còn đúng nhí này thôi hả em hả? Đúng rồi, vàng còn một nhí. Ai lấy vàng nhí ủng hộ em luôn. Rồi hàng này nó đẹp. Vàng nhí cho Như Thúy luôn, hết sạch. Vàng nhí cho Như Thúy. Đưa chị coi. Cô ban còn gì? Cô ban còn gì Nam ơi? Cô ban còn nhí. Kìa kìa, má đâu cánh, đang lai một cánh rồi. Cô ban còn nhí luôn, còn một nhí. Đấy cô ban luôn các tình yêu. Cô ban còn một nhí là hết luôn xong. Qua mã nha. Tới lượt ba lỗ em coi xem còn bao nhiêu ri ba lỗ đem hết ra đây chị Nhung xeo luôn. $5,969 hàng Gogo. Vải đẹp tuyệt vời luôn. Hàng này là hàng mới của họ đó. Cô ban nhí cho chị Lisa kết luôn. Lisa luôn. Có hình trong group rồi bé. Chị có trả hình trong group rồi. Nè, cô ban nhí cho chị Lisa tiếp luôn. Rồi hết, còn đỏ phải không? Còn đỏ, ai lấy đỏ ngầu, comment đỏ ngầu kia. Rồi cái bộ này là bộ hip hop này, còn sót đi này. Đen cái ba lỗ này còn gì Nam ơi? Nói em. Còn kiểm tra coi xem có gì.
Trời ơi, túi hộp của em này. Hàng này các bạn đi nhập ở ngoài 80 mấy, 9 mấy ngàn túi hộp. Đó nha. Còn mã này, túi hộp nè. Khủng khiếp, đẹp chưa? Size 29 form to trà bá lửa. Hãy thấy gần đây chị Nhung ơi. Nhí này. Nhí này. Còn muối đi nhí. Màu đen còn muối nhí này. Màu đen còn muối nhí này. Hàng này cao lắm, hàng này cao lắm luôn á. Túi hộp, túi đồ vải này các bạn nhìn cái may này. Đường kim mối chỉ may này. Đó, ở đâu ra các bạn nhập nổi này. Túi hộp 59 ngàn luôn, chơi lớn luôn. Một khi mà đã máu không biết cháu là ai mà lại. Rồi đen nhí cho Như Thúy biết em. Như Thúy 59 ngàn luôn, đang sale mà, đang sale mà. Chị Giang Trần, form to nha, hàng này form to lắm. Giang Trần, không còn đại. 59 luôn, ôi hốt mấy cái hàng này về mà bán cho nó sướng. Yến doanh nghiệp luôn, đen nhí Yến doanh nghiệp luôn. Chị Giang Trần có cho em. Giang Trần có rồi. Như Thúy, Giang Trần, Yến doanh nghiệp, cảm ơn cả nhà. Trúc Phạm luôn. Trúc Phạm luôn, còn 2 ri. Còn màu khác không Nam? Hết luôn hả? Màu nào nữa chị Nhung nào? Còn đen nhí, ai lấy đen nhí ủng hộ em Nhung đen nhí nha. Màu đá. Đá còn 2 ri hả? Em. Hả? Ôi trời, đeo mẹ đi. Sao mà tận dưới kho dưới đau học quá. Cái đấy vẫn là dư 75. Thêm một đen nhí cho chị Giang Trần này. Thêm một đen nhí cho chị Giang Trần. Hàng này chuẩn 25kg, form to, chuẩn 25kg. Nhí đen cuối cùng. Đang nhí mà em, hết đại hàng này, màu đen. Chị Giang Trần thêm. Thêm chị Giang Trần. Rồi, nhí đen cuối cùng cho Suri. Trong đó là nhí đen NE là hết rồi phòng em. Mã NE nha bé. Ba lỗ NE, túi hộp. Suri. Mất công lại nhầm với Sony là chết đó nha. Suni đâu mà Suni? Suzy. Ừ đúng rồi. Hơn chứ hơn. Màu xanh đá còn gì? Đá Nam ơi, còn gì em ơi? Còn này gì đấy? Đá còn đúng 2 đi này. 2 nhí luôn. Đây là số nhỏ nhất. Trời ơi các bạn nhìn cầu vai thấy may giá trị chưa? 59 ngàn lỗ sặc máu mồm. Túi gì túi hộp may giả man chưa đây này. Đó. Cái tội nghiệp luôn, nó hàng này các bạn nhìn thấy nó may không? Rồi, đá còn đúng 2 đi, ai hốt nhanh đi ạ. Mấy cái màu này là hồng, màu tây đấy, màu sang, màu chảnh đấy. Màu này là không đụng hàng luôn á. Ai bán hàng này rồi cho em một cái comment đi các bạn. Đá nhí như Thúy. Để chị coi xem còn đại không. Không biết còn sót đi nào đại không. Đá nhí Yến doanh nghiệp luôn, hết. Như Thúy Yến doanh nghiệp, hết. Mấy hàng này hàng siêu vip. Ủa, còn đá nhí hả? À, hết rồi, hết rồi. Đỏ còn mấy đi Nam ơi? Còn 2 đi thôi. Đỏ nhí luôn. Đây là đỏ nhí luôn. Đây đây, nhấc mấy ngày coi xem phải NE không? NE luôn. Nhấc mấy cái đó lên coi xem. Đó cái đi đó, à, hết rồi. NE. Hết rồi. Quạt nào? Ôi đẹp đi. Em chưa bán bao giờ hả? Bán một lần đi em. Bán một lần để thấy cái chất vải nó đẹp như thế nào nha. Bán đi, hàng nó là hàng 80 mấy ngàn đó, có điều chị em mình ôm vào giá sale nhá. Hàng ôm ôm đó. Nè túi hộp này. Đá nhí chị Giang Trần luôn. Đỏ không còn một ri đại đấy. Hàng lô này hết sạch rồi, lô này có nhí đại cồ mà không còn sót. Hàng này các bạn biết sao, một màu 50 mấy ri. Một màu sốt 50 mấy ri. 50 mấy nhí đại, 50 mấy. Bán sạch luôn. Vải đẹp cực. À, nhiều khi còn dày dặn hơn cả Sumi, thực sự luôn. Nhiều khi còn dày dặn hơn cả Sumi đó. Các bạn cứ hỏi đi, những khách ở đây này ai bán GoGo rồi cho bạn Thanh Thanh, bạn mới đi. Bạn Thanh Thanh chưa bao giờ biết GoGo là gì hết. Ai bán GoGo nói cho các bạn biết đi các bạn. Form GoGo còn to hơn form Sumi nha các bạn. Thiệt, tại vì mất công chỉ không có nói đụng chạm mất công thương hiệu của nhau. NE, chị còn đủ màu nhí không? Điếu mẹ, ta còn mỗi màu đỏ thì mi lại chân trễ và em bé kia. Hết sạch còn mỗi đỏ thôi. Còn mỗi đỏ. Hết sạch bé ơi. Trời ơi. Còn mỗi đỏ này gái. Gái yêu ủng hộ Nhung cái nào. Còn đỏ với một màu be hết sạch. Đẹp lắm. Nó là hàng cao cấp nhưng có điều trước giờ họ không sell. Năm nay chị em mình dịch chị em mình hưởng ké. Nói chung là vậy.
kệ nó, cứ ké được cái gì ké, trong mùa khó khăn này càng ké nhiều càng tốt. Rồi, đỏ cho Giang Trần. Đỏ NE cho bạn Như Thúy. Phong to, hàng này phong to đó. Bé Tuyết Hồng Nguyễn ơi. Em ơi, thế NE còn sót cái màu nào nữa không? Cho Tuyết Hồng Nguyễn được 3 màu cho về bán combo coi. Đỏ nhí cho Trúc Phạm. Đỏ nhí em ạ, à. Yến ơi, Yến ơi. Còn một đỏ nhí, hai đỏ nhí. Còn hai đỏ nhí. Với lại còn màu be. Tuyết Hồng Nguyễn có lấy không em này? Thế là còn gì? Hết rồi. NE còn đúng hai màu. Rồi có hai đi thôi. Tuyết Hồng Nguyễn đỏ. Đẹp chưa? Có đúng một đi. Đỏ nhí hết rồi. Cái hàng này bạn nào chụp ấy, bố hôm trước thì thấy có mà. Em có đại cổ rồi ạ. Vậy lấy nhí hả? Rồi đây nhí. Nhí Tuyết Hồng Nguyễn be luôn. Có ri be gì nhá. Be hết sạch phải không cô? Hả? Mày còn một đỏ nhí ai lấy luôn cho em ấy. Còn sót ri này. Chị Giang Trần ơi, ai bán mạnh đồ này kia ủng hộ em nốt ri này nếu mà không còn ri. Chị Giang Trần mình lấy rồi, có ai lấy thêm không? Ai bán mạnh lấy ủng hộ luôn có ri này đi. Nào giúp em luôn còn ri nữa mất công để cho cancel cái mã này giúp em với em sell. Em sell mất công hoài luôn. Đó rồi. Ai lấy ủng hộ em còn đỏ nhí này. Còn đỏ nhí nhá. Còn đỏ nhí. Hai. Ô em cảm ơn chị Hồng Vân. Em cảm ơn chị Hồng Vân rất nhiều. Đỏ nhí Hồng Vân 59 nha. Hết. Rồi, qua mã khác nha. Qua mã khác. XCL. Đen còn gì? Ngó lướt nhanh đi các bạn. Đó đâu phải đâu. Nhìn lướt nè, nhìn mà đây. XCL còn đúng ri đen này thôi hả bé cô? Nam ơi. Hết sạch luôn. Có bao nhiêu cái đấy là nó mang như thế. XCL còn đúng một ri duy nhất. Cái này hai túi hộp luôn. Còn đúng một ri duy nhất. Còn đúng một ri đen duy nhất này. Ai lấy luôn cho em bước. XCL còn đúng ri đen duy nhất. Hết sạch. Những cái mã này là không còn đâu nha. Túi hộp, túi đồ không còn ri nào luôn. Đó. XCL còn đúng một ri đen duy nhất. Form to lắm. Số 1 mà nó to cỡ này mà. Các bạn nhìn cái quần của nó này. Đó em lấy thêm đen đi. Để về thành tính ra là thành 3 mã. Đấy 3 màu. Ai lấy đen comment đen giùm em, đen con chị đang trần luôn hết. Để coi xem còn sót cái gì, hết sạch luôn. Đen còn đúng một ý. XCL. Đỏ còn 2 ri hết luôn. Đỏ còn 2 nhí luôn. Hết rồi chị. Chị ơi hết đen rồi ạ. Gom hết XCL lại. Thấy là các bạn không phân biệt được luôn đâu là mã đang like hả? Đó. Đúng rồi. Đỏ, hay lấy đỏ của em luôn đỏ. Này. Đỏ nhá các bạn nhá. Đỏ còn 2 ri. Mã XCL là mã khá hồi nãy đấy. Đó, đây này, ai lấy đỏ ủng hộ em nhung đỏ túi hộp đồ này kia các bạn nhìn thấy tụt không? Túi hộp may hộp luôn á, may hộp cầu phu lắm. 59.000 bộ đồ như thế này. Trời không ai nghĩ cái bộ đồ này mà 59.000 luôn. Thiệt tình luôn. Chị Hồng Vân ủng hộ em nốt đi đỏ được không? Đỏ nhí XCL cho bạn Tuyết Hồng Nguyễn. Còn ri đỏ nhí. Còn sót một đỏ nhí. Đỏ nhí Như Thúy luôn, cảm ơn Như Thúy. Hết. Hết sạch XCL. Đó đấy. Còn một cô ban XCL cô ban, còn một cô ban. Em đưa những cái hàng trong đó là Gubi, Gudo đấy. Đỏ nhí hết rồi. Cô ban. Đẹp nhỉ. Ôi khủng khiếp đẹp luôn. Ai lấy cô ban ủng hộ em nhung cô ban còn sót đi cô ban. Cô ban cho Linh Nguyễn nhí. Cô ban Nguyễn Linh á, Nguyễn Linh Lào á. Nguyễn Linh Lào. Bên Lào kéo ở bên ngoài. Hết sạch XL nhá. Cancel cái XL chưa? Chắc không? Đây là mã 5A còn một nhí. Lào, Sinh, Mỹ, Thụy Điển đủ hết luôn đó. Mùa dịch quá thì mất tích hết rồi. Tôi bình thường đi nước ngoài nhiều lắm.
đây. Cái này là hai túi hộp. Cái mã này là hai túi hộp, hai túi hộp nên nó phồng cực kỳ luôn. Hai túi hộp. Màu này đẹp lắm. Chị thích màu này cực. Thì màu đá có ri duy nhất đá gì? Carito luôn. Ừ. Màu đỏ. Can sun. Đi xe là còn màu đỏ. À, đi xe là còn màu đỏ. À, XL đỏ còn đại này. Bạn nào vừa dặn đại nhỉ? Cái máy XL còn đỏ đại. Sao con? Đấy. Nhà mời chắc chị chém mày luôn đó. Anh đi vô anh coi phụ bạn đi, bạn đang sốt tội nghiệp nó, có phải bới hàng tội nghiệp nó từ nãy chưa? Đi ra xuống phụ bạn đi, một bạn ở đây. Thằng quài nhất nhà nó đang sốt. Anh Bi viết hết những cái bài mà ba bà viết á. Đá nhí. Đá nhí chị Hồng Vân. Nó đi chích ngừa về nó sốt rồi. Viết bài ở vở kéo. Chắc thằng chém tụi bay hết vở Oli á. Nó lại lòi ra XL, lòi ra NI chứ. Đấy, chị hỏi hết chưa thì cứ hết rồi. Có viết bài ở vở kéo Oli á. Đi chích chích tối hôm qua, sáng giờ bắt đầu sốt. Cái đó của chị Hồng Vân đem về. Đá 5A nhá. Mã đá 5A của chị Hồng Vân. Sốt đấy ạ. Đỏ đại XL vừa bạn nào dặn quên không? Bạn nào dặn đầu tiên đấy. Dí 7 em nhé. Em ạ. Đá 59 này. Đá xem cặp hả? Đâu chị đâu thấy đâu. Chị coi nào. Đá tít trên cùng của bạn chị Hồng Vân trên cùng rồi. Chị kéo lên rồi. Đỏ đại chị Giang Trần. Đỏ đại Giang Trần 69 ngàn. Đỏ đại Giang Trần ở trên cùng. Còn má XL cuối cùng. Ai lấy nó cho em đi, mất công cứ bới tới bới lui. Ánh sốt, tội nghiệp. Giang Trần đi 6. Xích áp cha về sốt quá trời luôn. Uống hết thuốc kìa. Cái thai uống thuốc như ở đại nhắc thế mà. Đại là 59 số 9 đó. Đại 69 à, thì 6 hay 6. 6 phải không? Không, đỏ còn mỗi nhí này, ai lấy luôn cho em ấy. Đỏ XL còn một nhí. Uống cái uống trà, uống nhâm nhi. Mà sao? Ủa em uống em phải uống một liều chứ sao tự nhiên lại pha ra để lâu 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 làm miếng vậy? Pha thuốc hạ sốt mà chơi lâu lâu làm miếng vậy. Đây của ai vậy? Giang Trần. Giang Trần à? Hàn nhí Giang Trần luôn. Hết đỏ nhí này này, e này. Biết Hồng Nguyễn lấy đỏ để nhí đâu, biết Hồng Nguyễn này. Này có một, đây có đại này. Ừ, đây NE có một cặp. Ôi dồi, có một cồ luôn. NE còn một suốt. VIP không tả nổi luôn mà nó để đây, đây còn một suốt. Các em nó moi ra được một suốt các bạn. Các bạn thông cảm. Chị hợp phong phùn. Chị á. Màu gì chị cũng chơi trừ màu đen. Bởi vì mình đen sẵn rồi bé hiểu không? Chị em mình đen rồi, tức là cái mặt da mình không có sát. Đấy. Ai lấy sốt thì các bạn sốt luôn cho em luôn đi cho nó nhanh gọn lẹ luôn. Còn NE sốt luôn hốt luôn cho em đi, còn đúng một sốt. Nhí đại cổ, cổ này to lắm nha, cổ này là to cực. Có ai lấy sốt không mà không phải để tách nào. Đỏ XL. Đỏ NE, cái này là NE bé ạ. Đại hoài vậy, còn cổ đấy. Còn sốt nhí đại cổ. Nhí đại cổ thằng này 60 tí. Form to khủng khiếp, đít bự mông to. Rồi vậy thì đại đầu tiên cho bạn Linh Nguyễn, đại cho Linh Nguyễn này. Đi 6 đại Linh Nguyễn, hết đại cổ cho chị Giang Trần, hết cổ, còn sót nhí. Có ai yêu thương ủng hộ luôn cho em cho hết luôn. Nãy giờ bạn nào chưa lấy á? À, hình như là Tuyết Hồng Nguyễn có đỏ NE chưa? Cô cho Giang Trần nhá. Thì 6 luôn em ạ. Còn sót một đen NE này. Đẹp nhỉ. Cái hàng thì có 59 ngàn sợ. Em còn nhiều khi em còn không hiểu tại sao mà em có thể lấy được những hàng này giá này luôn đó các bạn. Đó, nó hip hop và chất lừa như thế này cơ mà. Đen nhá, còn đen nhí. Form số 1 em đang cầm trên tay là hàng số 1 đấy. Chứ không phải là em lấy số 5, số 6 gì em mở đâu các bạn. Đen cho chị Hồng Vân, nhí như chị Hồng Vân ơi. Đen nhí Hồng Vân. Đen nhí chị Hồng Vân, cảm ơn chị. Hết rồi. Hết mất rồi Tuyết Hồng ơi, em chậm mất rồi.
Nam ơi, dù sốt cũng phải liếc qua liếc lại, chị Nhung còn sốt đi nào không? Gì? Hết chưa? Lại còn có nữa, chắc thật chéo người. Chị Hồng Vân. Nó lại kêu con, nó chết luôn. Hỏng luôn. Nãy giờ chưa có một màu trắng nào hết. Đang like cái mã này, tức là hết sạch sách nách rồi á. Bữa sau các bạn hỏi còn sách nách không, không còn hip hop sách nách nữa đâu. Giờ này chả có xưởng nào nó làm cho các bạn nữa. Trời ơi, đơn giản bây giờ có ai dám nhập vải về nó đâu các bạn, giá cao quá đi thôi. Thôi ai mà làm trồng ngành ngành may chắc các bạn hoảng lên, giá vải lên 20.000, 20 mấy ngàn một ký vải. Các bạn thử hỏi lên chỗ nào. Bây giờ lên, bây giờ ví dụ như bộ đồ mà hàng nghiêm của chị em mình đang lấy, ví dụ hàng nghiêm đi nó 72.000 đi. Và bây giờ lên 78 các bạn đã thấy cao kinh khủng chỗ nào rồi đúng không? 78 phải chứ. Đổ xi măng ở trong lõi cả. Ừ, đó là chuyện rất là đương nhiên. Mất dạy lắm. Nhiều không? À, xi măng là bọn Trung Quốc nó hay đảo. Đổ Trung Quốc lõi của hàng đó, vậy á, mắc bây giờ vải nó mắc nó điếm không tả nổi luôn. Cái lõi bình thường có 3 lạng à. Có đổ phát lên ký mấy luôn, lỗ sắc máu mồm. Thải người luôn. Khi mà bắt đầu thị trường cái gì nó cũng mắc lên. Trắng còn nhí này. Đâu? À, nhí à? Má 5A nha nhá. Má 5A màu trắng. Có nhí này. Nhí đại cồn. Ồ, cồ luôn này, có cồ luôn này. Trắng nhí như Thúy trước đi đã. Đại cồn này. Trắng nhí cho như Thúy trước đã. Nào còn nhí không em? Hello mít ướt. Hello tình yêu. Tuyết Hồng Nguyễn bây giờ coi xem còn trắng gì đã. Cái này nó đang 59. Ừ, 59, 69, 79 đã xeo luôn. Hàng này em nói thiệt là lỗ lắm luôn. Cái lô này em lỗ kinh khủng. Cồ. Cô tại vì số lượng hơi nhiều nên em xeo cho các bạn hết. 755 à. 766. Không còn nhí. Đưa chị Nhung coi đó. Đưa chị Nhung coi đó. Cồ không, toàn bộ em còn mỗi cồ. Hip hop cồ. Form đít bự to. Quần thì nó quần rất là chất luôn, còn mỗi cồ. Còn cồ hết hết rồi. Hốt cồ đi các bạn. Chị Giang Trần có lấy cồ không? Các bạn lấy cồ đi. Để mở cả nhà xem nhá. Bởi vì mấy cái hàng này cồ đẹp lắm. Bởi vì sao ạ? Mấy bé lớn mà hip hop lên thì tuyệt vời. Chip hả? Bố hôm trước thì hỏi chip ấy thì các em nó còn, tức là bạn các bạn nó đang bị trong phong tỏa, hôm giờ chị cũng lu bu xong chị quên luôn. Vải đẹp mướt được. Bảy mươi chín ngàn size cô đấy, 79.000 size cô, túi hộp, hai túi hộp luôn, hai túi hộp luôn. Cô này á, đây là số nhỏ nhất này, số 14 là số nhỏ nhất, số 14 là số nhỏ nhất, được chưa? Còn số lớn nhất là số 19, khủng lắm, to, hàng này to mà, 60 thoải mái. Em đợi từ hôm qua đến giờ á, tối chị like dài mà. Tối chị toàn lai dài mới ướt, tối hôm qua chị lai dài không chứ đâu. Cổ cho bạn Ngọc dầu tôn. Ai lấy cổ ủng hộ em cùng, em đang mở size nhỏ nhất của cô đấy. Cổ cho chị Giang Trần. Có 79.000 hàng rẻ kinh khủng. Cứ lấy mấy cái hàng xịn mà rẻ như thế này về bán cho đỡ mệt. Đỡ mệt đầu bốn các bạn. Thế hàng này các bạn đi nhập mười mấy, 100 mấy thì về bán cũng mệt. Gà còn đúng màu này em hết rồi, lai từ nãy giờ em thở sắp lai hết rồi. Còn cồ trắng. Còn một ví đọc. Ừ. Má này hả? Má này lâu lắm rồi. Biết còn hình không? Hàng Tu Du này mình còn không Nam nhỉ? Tu Du còn gì cuối cùng phải không? Nam hôm nay moi hàng từ cái thời mà kiểu dạng như thế. Nam đi nhận hàng Nam ơi. Ngon rồi nha, ngon nha. Thôi vậy hết sốt rồi đấy. Ủa là sao? Bộ ngóng. Bộ ngóng thì tội lớn. Có khi nước ngóng nó phát sốt đấy. Thật đấy chứ. Có khi là vậy. Nước ngóng phát sốt. Chắc nó phải là tiêm bác sĩ. Trời ơi cái má này này. Nó đẹp thực sự luôn này. Đi mua điện thoại đúng 2 tuần nếu nhận được. Rồi. Cô đây nhìn đơn giản. Đẹp chưa? Này. Ô trời ơi, mẹ ô nó đẹp. Cổ 130 đấy. Trời ơi. Cái này cổ của chị Thúy Nguyễn. Ơ chị Thúy Nguyễn hồi nãy chị Thúy Nguyễn cầm gì nhỉ? Trắng cổ này. Chị Thúy Nguyễn trắng cổ này thì sót chị trắng cổ này. Ừ, Thúy Nguyễn trắng cổ.
Thi Nguyễn trắng cô. Thi Nguyễn. Cái trắng cô này của chị Thi Nguyễn luôn. Cái hàng này 85 ngàn nhá. Cô này 85. 70 kg. Tu du. Đẹp nhỉ. Ô cầm cái quần đã nghe. Cầm cái bộ đồ to khủng khiếp. Vải khuyến mãi nhiều quá. Này, em 85 ngàn cho chị. Cái kia 79, cái này có tay 85 ngàn cho chị Thúy Nguyễn. Ok hết. Hết rồi. Còn sót một em đỏ đại này. Ai lấy luôn hàng của bên Carot cũng đẹp lắm. Còn sót đúng một ri duy nhất này. Sell 69 ngàn luôn. Đấy 65 ngàn chứ. Sell 65 luôn đỏ đại 65. Còn sót ri bạn nào lấy ủng hộ em luôn cho nó hết mất công. Các em nó cứ xếp tới xếp lui tội nghiệp đó. Tại vì hàng số lượng nó nhiều quá nên nhiều khi cứ xếp tới xếp lui nó lại. Em cảm ơn chị Thúy. 65 ngàn đỏ đại Thúy Nguyễn. Em sau cùng đó bé. Em sau em không phải đâu chị Thúy Nguyễn ở trên. Chị vừa dơ lên cái thì Thúy Nguyễn đã chụp luôn rồi. 65 hàng toàn hàng xịn không các bạn chứ không phải hàng thường nhá. Cái này của 65 ngàn hàng trăm bần này của chị Thúy Nguyễn. Toàn hàng VIP không à. Còn có một em đá này 55 ngàn luôn. Lấy luôn các bạn ơi. Còn đá nhí này 55 ngàn luôn. Ai lấy luôn cho em với. Đá nhí 55 nhá. Đá nhí 55. Đó. Đẹp nhỉ. Nắp túi nắp đồ đằng sau này nắp túi thật luôn. Rồi ai lấy 55 con và 55 giùm em với. Nó còn một cô ban nữa. Đó, tức là những cái hàng này coi như là không còn ri nào nữa rồi đó. Em cảm ơn chị Lisa Tít luôn đá nhí. Mitsuri luôn. Trăm bần nha má, má mới, má cũ hồi nãy like rồi đó. Lisa Tít 55 ngàn, má này like rồi. Rồi, em ơi. Suri, ri 7. Lisa Kit, Missouri. Suri. Đâu cô ban đâu nhỉ? Em với chị Nhung ri cô ban trẻ năng. Đúng, đúng. Cô ban cho chị Thúy Nguyễn. Cô ban còn nuôi ri cô ban cuối cùng cho Thúy Nguyễn. Rồi. Cái em này là bộ bé gái hả? Còn một đỏ nhí này luôn, cho hết luôn giùm em với. Đỏ nhí này. Đỏ nhí 59 ngàn luôn. Hàng hip hop giả mang auto VIP luôn. NE. Ai chưa lấy đi này ủng hộ luôn cho hết. Được không ạ? Còn 59 ngàn đỏ NE. Đỏ NE còn đúng ri duy nhất. Còn đúng một ri nãy giờ em like không biết bao nhiêu. Đỏ NE ủng hộ em nốt đi cho nó hết với. Cái hàng này hàng bên Gogo nhá. Cycle. Bộ loan. Đỏ nhí. Ôi chị Giang Trần. Nãy giờ như chị có 2-3 ri đỏ nhí. Hả? Hai đi hay một đi đó? Một đi hả? Một đi rồi chị ạ. Ồ. Em cảm ơn chị lấy thêm. Em cảm ơn chị. Đỏ nhí chị Giang Trần. 59 ngàn. Cái hàng này là bên Gogo này. Màu dâu. Nicky. Bộ loang. Cycle. Crop top. Đẹp như thế này này. Đó. Đẹp lắm. 69 ngàn. Rồi đẹp chưa? 69 ngàn. Đẹp tuyệt vời luôn. Ồ đấy. 69 ngàn. Chỗ cái vải nó mê. Cái hàng này like 9 mấy ngàn, bây giờ size 69, like 69 69 ngàn loa Mickey. Cho Hương Phạm, cho cái hàng nó đã đẹp kinh khủng nhá. 69 ngàn, form to bật lại cho chị ta nhé. Form to lắm, hàng nó đẹp lắm luôn. Cái lô, cái hàng đó Hương Phạm nhận về cái vải nó mê lắm chứ không phải. Không, đại cô mà, cô đi 6 sao? 246 nữa. Cái vải bộ đó đẹp. Chưa bao giờ em cầm một cái bộ mà loang mà vải nó đẹp như cái lô nha. Cái bộ đó tuyệt, nhận về đấy. Để kiểm chứng, đẹp lắm. Thật sự trong các cả hãng em thấy cái loang của hãng nhà này đẹp nhất luôn. Cái sạch không chị ạ? Để em coi xem bên đó nó còn lô nào em xin. Em dụ dụ coi xem có giá có tốt không. Tại vì thực chất hàng bản thân cái hàng của bên Gogo giá cao lắm. Nó không có rẻ. Hàng nó bây giờ ví dụ bộ dài nó lên 100 mấy thôi. Mà chị em mình chơi toàn hàng 6-7x không. Ai chơi lại. Cái này size đại này. Size đại. Con nhện nhện như vậy này. À đẹp chưa. Còn đúng một ri duy nhất. Đại nhện còn đúng một ri duy nhất. 65 ngàn. Còn đúng một ri duy nhất. Đẹp nhỉ. Tối lên chứ. Tối vậy like bộ dài mà. Tối like bộ dài mà. Tối like bộ dài mà. Đại nhện cho bạn Yến Doanh Nghiệp này. 246 luôn em ạ. Này đại nhện Yến Doanh Nghiệp luôn này. Viết giá cho chị Nhung nhé. 65 ngàn cho Yến Doanh Nghiệp. Hết. Rồi. Cảm ơn các tình yêu của em.
Cái này còn đúng một cặp hả em? Màu màu đá còn đúng một cặp. Đây đây đây. Này là nhí đại. Ừ, tối nay đi. Vải cô tông chính phẩm. Đây là cái vải ba lỗ siêu nhân đá nha các bạn nhé. Ai lấy đá cho bằng đá thì nên này. Cái quần nó là quần giải jean rất là xịn sò luôn, co giãn mà tứ tung bốn chiều luôn, co giãn bốn chiều, bé mặc rất là sướng, không bao mọi người, máy giặt quay thoải mái luôn. Mấy cái hàng này nó bền đó, cái quần đẹp nha, quần nó kiểu giống như hàng Quảng Châu vậy các bạn, đẹp lắm. Rồi nhẹ hơi bị baby luôn, nhí đại. Ôi cái này là kiểu dạng như ngầu ngầu ấy. Đây này, đây này em để gần cho các bạn xem cho mất công nhìn xa không nhìn ra đó nha. Áo nam thì chưa, chị đang live sale mấy cái hàng bộ này còn vài đi ấy mà. Nhí đại, cái này sale 5565 luôn, 5565 luôn, 5565. Ba ơi, chắc là cho con uống sữa anh ạ, cho con lên uống ra cun cho tỉnh táo. Rồi cặp nhá, cặp đá cho bạn Tuyết Hồng Nguyễn. Đá suri, suri cặp hả, suri cặp, suri cặp Yến doanh nghiệp. Tuyết Hồng Nguyễn, Yến doanh nghiệp, rồi suri. Rồi còn đại không? Còn một đại duy nhất cho chị Giang Trần. Đấy. Còn gì em? Còn lý đại, Giang Trần luôn, 5565. Cái quần này mặc sướng cực. Con bé nhà em mặc cái quần này hoài luôn. Còn một nhí duy nhất, ai lấy nhí mà nhí thì lên màu xanh đậu cho nó lạ đi. Này còn một nhí nhá. Ai lấy nhí luôn đi, còn đi nhí như thế ủng hộ Nhung nhí không? Này em này, để đăng chị. Còn một đi đỏ. Đó, còn đỏ, còn hai nhí này. Hai nhí. Đỏ đi cả nhà ơi. Nhí, trời ơi, cảm ơn Trúc. Cảm ơn Trúc nhí đậu luôn. Cảm ơn Trúc Phạm nhá. Cảm ơn Trúc Phạm. Mấy anh đang viết bài hả ba? Ủa thế là tính tôi này gì đã nó đạp xe chắc xuyên quốc gia quá. Ôi như thế là chị xin, chị cảm ơn Như Thúy nhá. Nhưng mà chị chốt cho Trúc Phạm rồi. Đừng buồn chị nha, ủng hộ Nhung màu khác nha. Đấy Trúc, Trúc chốt luôn. Cảm ơn Trúc, cảm ơn chơi Như ý. Như Thúy. Đây này em lấy màu đỏ nè. Màu đỏ được 2 nhí. Còn được 2 nhí với 3 đại hả? Đại có nhẹ. Đây đây. Đang sale hàng này 5565. Đó, hơi bị ngầu. Mà cái quần này phối với nó là chuẩn luôn. Cái quần này phối vô nó là một cái là giống như là đúng một bài cặp bà trùm luôn á. Cái quần này nhẹ 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 mặc nhẹ răng tơ này. Rồi ai lấy ủng hộ em đỏ này. Đỏ nhá, ai lấy đỏ cái mình đỏ. Đại đỏ Trúc Phạm. Trúc nó chuyên bán đại vậy. Ừ. Cặp cho Như Tí. Hết rồi. Còn một đại nhá. Rồi. Đúng không? Còn một nhí. Đâu, còn một cặp à, cặp cho Tuyết Hồng Nguyễn. Cặp Tuyết Hồng Nguyễn luôn hết. Hết luôn ạ, à? Hết luôn. Cặp Tuyết Hồng Nguyễn hết răng trần, hết mặt đồ tô. Màu này gì cầm gì em? Kiểm tra nhanh. Màu be. Đây là đại này. Đại này. Kia đại này. Đại này còn 4 cặp nữa. Màu be. Màu be. Mấy cái này là nhìn nó kiểu dạng như là cho mấy ông chàng hơi hơi bị ngầu ngầu xíu, lạ nhá, những cái mặt tiết này nó hơi lạ đấy. Đó, rồi be. Quần đẹp này, quần này nó mướt ruột là quần này mát lắm. Mà cái quần này nó mát. Không, nó là giả jean, nó là hàng giả jean, thường giả jean nó sẽ mắc hơn đấy. Mặc đi chơi đồ này kia cho được. Màu be giúp em này. Lạ chưa, tây. Be là khá là tây đấy các bạn ạ, khá là tây đấy, kiểu dạng như vậy này. Đó, be cặp Tuyết Hồng Nguyễn. Em cảm ơn Tuyết Hồng Nguyễn, cảm ơn chị Giang Trần cặp luôn, Giang Trần cặp. Ừ, gái hẹn tối nhá, gái hẹn tối. Giang Trần cặp luôn, màu be. Nốt màu be cho tây đi. Màu be màu da đấy, be cặp cho Ngọc Dầu Tôn. Giang Trần, Tuyết Hồng Nguyễn, Ngọc Dầu Tôn. Gái, cảm ơn Như Thúy, cố gắng lên gái nhá.
để cố gắng lên hái đi. Còn một cặp be duy nhất, ai lấy luôn ủng hộ em luôn cho nó hết với. Còn cặp phải không em hả? Còn cặp gì không? Còn cặp. Kiểm tra giùm chị màu trắng còn gì nào. Còn một cặp be duy nhất nhá. Còn một cặp be. Ai lấy còn trắng ủng hộ em nhung ba trắng. Hả? Ba đại hay nhí. Trắng còn ba đại hay nhí trời ơi đây. Mặc mấy bộ này. Em ừ. Lấy nốt trắng đi. Tớ đỏ còn một nhí thôi đó. Ừ. Be cặp còn không? Dạ. Be cặp không? Còn cặp. Cặp này. Be cặp là xanh xanh. Thấy lỡ mang ra không? Ôi nè. Mèn ơi. Nhìn nè, màu màu trắng, trắng xám á, nhìn trắng đã chưa? Mấy bộ này cho kíp đây nè, tính sau. Kíp ông mặc mấy bộ này ống cơ. Ông đi ông hù mọi người ấy hả? Ông là như ai sợ ấy. Hôm nay mới lấy một đống trên kia thì mặc hết rồi. Nó cứ thấy siêu nhân là nó lặt à? Nhiều quá. Nay mới lấy cái gì em không có bàn bá luôn hả? Nam ơi, cục sạc đâu, kéo cục sạc chị Nhung với, hết pin rồi. Cặp trắng cho Ngọc dầu tôn. Thế mày lại moi ra được trăm bần nữa à? Nhí trắng cho Uyên Minh. Nguyễn Tư là Uyên Minh. Hả? À, Uyên Minh nhỉ? Trắng đẹp lắm. Trắng đẹp với chị Ngọc và chị Giang Trần ơi. Có ai lấy trắng luôn không? Nhí trắng ra gì? Nhí trắng cho Uyên Minh. Còn hai đại. Còn hai đại trắng. Đây. Cảm ơn cả nhà. Vàng hết màu cuối. Màu cuối là màu vàng. Hỏi mở bởi vì màu vàng còn đúng hai cặp đi nhé. Vàng đâu, vàng còn bốn đại. Ủa hết sạch luôn à? Vàng còn đại mới một nhí thôi, hết sạch rồi đấy. Ông biết ông mặc mấy cái này bắt đầu nhiễm phù. Ông cứ mặc lên các ông. Ông buồn cười lắm, ôi trời. Vàng đại cho lên lại. Nãy chị gọi, nãy chị sell hàng ba lỗ ép jean đại ở cái hàng cổ bé lên lại, chị gọi em biết thì nói ô bé lạnh không biết có ở đây không. Đấy cặp với Trúc Phạm. Còn mối đại bé ơi, Tuyết Hồng Nguyễn còn mối đại thôi. Này. Vàng đẹp lắm, còn còn hai đại đấy. Đây mở cho cả nhà xem để cho yên tâm. Đấy nhá. Vàng còn hai em bán đại. Giá nhiêu này? Trắng còn hai đại. Hả? 5565, đúng rồi, 5565. 5565 chị ạ. Đỏ còn một nhí. Đỏ còn một nhí. Vàng còn một đại. À, vàng còn hai đạo đấy. Cảm ơn cả nhà. Cái màu trắng đẹp thiệt sự luôn, màu trắng em thích. Cái hàng FZ mình còn đúng màu, hàng FZ chỉ sell có 99 hàng size cổ kìa. Nhưng mà hết rồi, còn màu gì chả nhớ, nó mới bắt đầu rồi. Còn sót khi nào? Lên gái. Ôi, vàng đại chị Giang Trần, em cảm ơn chị. Trúc Phạm có cặp vàng không? Trúc Phạm có cặp vàng không em? Trúc Phạm cặp vàng luôn. Cảm ơn chị Trúc, cảm ơn Trúc Phạm. Đỏ nhí cho Nguyễn Dung Vũng Tàu. Đỏ Nguyễn Dung Vũng Tàu em ơi. Bắt đầu nóng, Sài Gòn mình thì nóng, còn ngoài vùng ngoài thì nó đang lạnh. Trời ơi, thời tiết hai nơi trái ngược nhau hoàn toàn. Cô ơi. Còn nốt đi trắng này đưa chị Nhung. Em cảm ơn chị Giang Trần đại vàng rồi đúng không? Đại vàng Giang Trần. Còn ri đại trắng này, còn hai ri đại trắng ủng hộ luôn cho em với. Công công thằng bé nó ngồi nó moi, thật sự là những cái hàng này là các em nó phải lấy vất vả lắm. Tại vì sếp á. Đấy đằng nào em đã sell rồi 6575 rồi chứ không ai quên 5565 em sell rẻ ơi là rẻ rồi. Quần thì quần giả jean. Cái quần này nó may đẹp cực kỳ luôn này các bạn nhìn thấy không? Cái quần này mặc sướng lắm luôn á. Thôi ai lấy trắng ủng hộ em Nhung trắng hết cho hết nhá. Không có cổ mình đua cổ quần nhìn đẹp nhỉ, lấy nguyên quần. Thế nó lấy nguyên quần rồi mặc hả? Lấy nguyên quần mặc. Thảo ông cha không nhớ luôn. Không nhớ Trúc ơi, không nhớ cái hàng này hả? Hàng này hả bé Trúc? Hàng này không nhớ luôn. Lôi gái, còn bao nhiêu bộ gái lôi hết. Với lại sách nách luôn Nam ạ. Ê, con xem có bao nhiêu sách nách thế nè. Tuyết Hồng Nguyễn có được cặp vàng không bé? Cho ngấm từ từ, phương châm vàng là chỉ có mặt thôi. Không, cái hàng này thì không có cồ đâu. Hàng này hả? Em nghĩ khoảng 25kg đổ xuống. Hàng này thì không to bằng FG. Thêm sát nách đi hả? Cô sách nách đâu Nam? Ép jean còn gì? Ừ, còn gì lê lạnh lê nốt. Đây này, đây này, đây này. Đây, 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 đúng rồi. Còn hai đi cổ trắng. Hai đi cổ trắng, hai đi cổ trắng. Còn sót đúng hai đi cổ trắng, không còn gì nào đâu. Đây hả?
thấy được không? Hả? Dùng thay đầy đâu? Dùng cho nó. Em biết không? Thoại điện đồ lúc nào ở trong? Quên, sorry. Nhầm, nhí 25kg. Hàng của Nhung có giờ đại mà 25kg đâu bé. Quên, nhí 25kg. Chết người luôn, đại mà 25kg thì bà Nhung bà chết. Đại. Còn đại vàng với đại trắng nữa bé, lên lại. Còn ri đại vàng, còn ri đại trắng. Nhí 25kg, đại của nó chắc khoảng 37, 38, 39, 40. Vào chưa chị ơi? Vào chưa? Còn 6% đi. Vào pin chưa?